Xin chào quý vị các bạn nhé. Hôm nay tôi rất là vui lại được quay trở lại với một video ngắn. Video ngày hôm nay sẽ không nói cụ thể về một chiếc xe nào. Đó rất đơn giản thôi, đó là hướng dẫn mọi người cách kết nối Bluetooth để nghe nhạc, đàm thoại. Rất là nhiều khách hàng đã nhận được xe hoặc là quá trình sử dụng xe nhưng mà đâu đó lại quên cái cách sử dụng Bluetooth. Nhất là những khách hàng mới nhận xe, có hướng dẫn rồi nhưng mà tuy nhiên cũng không nhớ được. Vì thế tôi làm một cái video ngắn này để cũng coi như là một cái tư liệu để dành cho tất cả khách hàng khi mới nhận xe. Một video tôi nghĩ rằng là rất là nhiều người cần. Ngay sau đây tôi sẽ kết nối trên chiếc C300 2020. Mỗi xe nó có cách kết nối khác nhau. Tuy nhiên hôm nay tôi sẽ làm trên C300. C300 hay là C200 Ignisit thì cũng cái kết nối cũng sẽ giống nhau thôi. Đây chính là màn hình chính của C300 bản mới nhất. Chúng ta sẽ có rất là nhiều cách thao tác. Ví dụ đây là đang để phần radio, mình chỉ cần ấn nút trở về đây, đó. Nói chung là làm nào mà về được cái phần trang chủ chính đây này. Đấy, thì mình sẽ vào phần media nhá, kích vào phần media nhá. Đấy, xoay cái con túp áp để làm sao cho nổi phần media lên. Rồi mình ấn. Hai là nhanh hơn nữa thì có thể là mình sẽ dùng như sau. Đây màn hình trở về này. Mình ấn ngay vào phần media. Xe nào cũng có phần media, ví dụ như phần để đây, có những xe để đây ví dụ dòng S chẳng hạn. Thì bây giờ mình ấn vào media này. Đó, ví dụ đây. Đấy, ấn vào phần media nó sẽ ra ngay cái phần Bluetooth. Đó, thế thì đơn giản thôi, chúng ta sẽ dùng cái túp áp mình hất sang bên phải, nó hiện cái vàng ở đây. Đây này, mình cầm cái con năn tròn tròn ấy, mình trượt lên hoặc là dùng cái túp áp mình bằng dùng cảm ứng. Mình sẽ cho nó vào phần nguồn media nhá, mình ấn nhá. Ấn để nhận nhá, thế thì nó ra ngay rồi, Bluetooth này. Đấy. Đó, nó ra ngay Bluetooth này. Đó. Thế thì những cái xe mới, những cái điện thoại nào mới tinh thì nó sẽ ra hiển thị ngay trên là khởi động tìm kiếm trên hệ thống. Còn những thiết bị nào đã kết nối rồi thì mình chỉ cần ấn một hai thao tác thôi, nó sẽ kết nối luôn. Rồi mình ấn tiếp. Tôi xin lỗi là tôi chưa bật Bluetooth trên máy điện thoại. Đây, máy điện thoại của tôi. Đây. Mọi người lưu ý nhá, khi mình bật Bluetooth thì mình phải để cái điện thoại nó sáng màn hình lên, sáng cái màn hình lên nhá, chứ không được để nó tắt đi thì nó sẽ không kết nối được đâu. Rồi bật Bluetooth lên, đó, ví dụ đây tôi cứ phải để màn hình nó sáng lên, đó. Sau rồi mình ấn tiếp, ấn làm sao cho nó đây, làm lại cho mọi người xem. Đó, đây là iPhone này, mình ấn tiếp này, ấn khi nào nó ra cái chữ vui lòng chờ. Đấy, nó đang kết nối thì nó sẽ hỏi vào cái màn hình điện thoại của mình. Đây sẽ là ghép đôi, mình sẽ ghép đôi, mình ấn vào phần ghép đôi. Đó, mình ấn vào phần ghép đôi thì màn hình nó cũng đang rồi, nó đã kết nối thành công. Đấy, rồi kết nối thành công. Cái là nếu như mà ai đang sử dụng bài hát, đang sử dụng MP3, đang sử dụng trên app đây thì nó sẽ hiện ra ngay về phần MP3.zing. Đấy, thì kết nối Bluetooth mình vừa sử dụng được nghe nhạc, vừa sử dụng đàm thoại, gọi điện, danh bạ. Tuy nhiên thì tôi chỉ hướng dẫn mọi người cách kết nối Bluetooth thôi cho nó nhanh, còn mọi người có thể là tìm hiểu thêm. Đấy, bây giờ có thể nghe nhạc thôi, rất là đơn giản, chúng ta có thể nghe nhạc luôn. Đó. Ngoài ra thì mọi người thích chỉnh âm thanh đây, hất sang bên phải xuống phần âm thanh, ấn đấy, ấn tiếp thì mình tinh chỉnh theo cái âm lượng giống như kiểu là chép bát đấy, làm sao cho nó hợp lý do cái góc độ mỗi người. Mình thích nghe chỉnh âm thanh tự động này, âm thanh nổi này, tích hết rồi đấy, mình tích nó vào đó, nghe rất là hay. Đấy, quá trình mình kết nối Bluetooth rất là đơn giản. Hoàn toàn chỉ có mấy thao tác như vậy. Tuy nhiên cũng rất là nhiều khách hàng do không nhớ được quá trình giao xe thì cũng nhiều thứ để giao, nhiều thứ để bàn giao. Phần cũng có lẽ là cũng không được nhớ được. Vì thế tôi làm video này mong để gửi đến tất cả quý khách hàng.
đang sử dụng xe Mac có thể kết nối được để làm sao giải trí một cách tốt nhất. Nên là tôi cũng chưa, hôm nào tôi gửi thêm cả cái link ở dưới về kết nối USB. Hiện tại là Bluetooth thì nhiều người dùng nhất, ít người dùng USB hơn. Bluetooth thì nó thuận tiện, bây giờ công nghệ 4.0 người đa phần là dùng trên 3G, 4G để nghe nhạc online. Đấy, chúc mọi người xem video vui vẻ này, sẽ thao tác được đúng và sử dụng hết các cái tính năng trên xe mẹp nhé. Nếu mọi người thấy video của tôi mà hữu ích và cảm thấy giúp ích được cho mọi người, rất mong mọi người hãy đăng ký kênh cho tôi, like video này giúp tôi thì tôi có động lực làm các cái video hướng dẫn tiếp theo. Hôm nào có những cái chiếc xe mới hay hay về thì tôi sẽ quay tiếp. Rất là vui, thì cảm ơn mọi người rất là nhiều nhé.